มันพะเลวราวตะฮอตฮอตกัดอ่ะเมียเลยงอะไรงั้นตะตึงจอมวะจะไปยังมันคงกัดเอาแค่ขั้นบนมึงngười xem để lâu nó bị nứt hết rồi nhìn thấy sốc quá ông ở ngang cái địa mà ông không sợ mọi người kinh thế Xin chào tất cả mọi người nha. Rất là vui quay trở lại kênh của mình. Đây, hiện tại thì Nhân đang đứng trước mặt một cái nghĩa trang. Đó là nghĩa trang núi 1 thuộc xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì cái lúc chiều á, mình có đi ngang qua cái đoạn đường này nè. Mình nhìn trên cái quả đồi á, thì mình thấy có vài cái pho tượng Phật á. Thì mình cũng rất là tò mò luôn, không biết là trên cái quả đồi này phải chăng là đang có một ngôi chùa. Nhưng mà để mà đi lên cái quả đồi này thì mình phải vượt qua một khu nghĩa địa. Ui, chưa gì mà đã nổi da gà. Bây giờ mình phải đi cái ngõ nào để mà lên ta? Mọi người thấy ở đây không? Đây là nghĩa địa này. Phía trên đồi thì mình có thấy thấp thoáng vài cái bóng điện. Nhưng mà không biết là mình phải đi lên đó bằng cái hướng nào. Nhưng mà để đi lên được cái quả đồi là phải đi ngang qua cái khu nghĩa địa. Kinh quá mọi người. Giờ này lang thang ở khu này cũng ói thiệt. Hy vọng là mình sẽ đi đúng đường. Hôi quá, vô đây có mùi rất hôi. Nếu mà không làm mình mới nghĩ gì ở trong chỗ này nè. Ui, thôi kệ đi, tiếp tục. Bây giờ mình không biết là phải đi cái hướng nào nữa, nhưng mà chỗ này thấy có một cái đường mòn. Hy vọng là sẽ đi lên được. Có đường mòn mọi người. Hôm nay thì mình đang đi quay một mình. Ủa,
sao đi xuống lại thấy chỗ này đi xuống lại nghĩa trang ta, giống như kiểu đi đường vòng ấy nhỉ. Ui, cái đường nó đi xuống là nghĩa trang. Đây nghĩa trang nè mọi người. Có vẻ như mình đi nó hơi sai sai. Rồi bây giờ mình làm liều luôn, leo núi, không còn đường nữa, bây giờ mình leo luôn. Ui, không có lối đi. Chỗ này bị bít rồi. Lâu lắm không có người đi ngoài này. Nhưng mà phía trên mình vẫn thấy đèn sáng. Bây giờ mình đi mà một xíu nữa mình không biết là mình sẽ xuống cái hướng nào luôn. Có tiếng gì phía sau à, rất là lạ. Ui, lại hết đường nữa rồi. Vậy thì bây giờ mình phải đi bằng ngõ nào ta? Đến chỗ này là biết đường nữa rồi. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy trên kia có điện sáng. Không lẽ bây giờ mình phải leo rào ta? Hết cách rồi. Bây giờ leo vô cái này người ta tưởng trộm quá. Chứ bây giờ mình không còn cách nào khác hết mọi người. Đau quá mọi người à. Ui trơn. Ui đã lỡ rồi.
bắn trúng được cây gai nữa. Ui cái gì đây? Nãy giờ mình nghe giống như có cái thứ gì đó nó theo mình. Chảy máu tay rồi mọi người. Không biết là trong này công trình gì nhưng mà thôi trước mắt là bây giờ mình xin lỗi, mình phải leo rào vô. Bây giờ mình hết cách rồi. Cơn Phật rồi mọi người. Thì mình bảo mà, rõ ràng mình thấy mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Ui, mình may mắn quá. Không biết có ai tu trên này không ta. Ui, mình té trầy hết cả tay rồi. Nãy giờ có cái âm thanh gì đó nó theo mình á, từ cái lúc dưới nghĩa địa. Ở đây có rất là nhiều tượng Phật. Ôi tượng Phật này, mọi người xem, để lâu nó bị nứt hết rồi. Nhìn thấy sót quá. Ở đây có hai pho tượng bị nứt rồi. Bể luôn. Bên này có một pho tượng Mẹ Quan Âm. Mình sẽ đi vô bên trong kia xem thử có ai tu trên này không. Mình nghĩ chắc cũng lâu rồi không có ai tu. Nhang thì giờ này ban đêm không ai đốt rồi. Nước thì cũng không có luôn. Thôi bây giờ mình sẽ thắp cho mẹ một nén nhang. Đau quá mọi người. Ui, cái cây trống của mình gãy luôn rồi.
Đây có một cái bụi tre rất lớn nè. Chỗ này có một ngôi tháp. Vậy thì có lẽ là ui, nãy giờ mình vẫn có cái cảm giác gì đó rồi là đây là một ngôi tháp, có lẽ là của một vị cao tăng đã viên tịch. Bên này vẫn là tượng Phật nè. Rất lạ. Vì sao những cái đồ đây là phải úp xuống ta? Thường thường thì người ta bảo là nếu như mà nơi nào có tượng Phật á, thì mình sẽ cảm giác nó ấm cúng. Nhưng mà khi mà mình lên trên này á, mình cảm giác rất là lạnh lẽo mà giỡn hơi ốc luôn, nổi hết sống lưng này. Nãy giờ từ ở dưới nghĩa địa mình đi thì nãy giờ có cái cảm giác giống như là có một cái thứ gì đó nó đang ở đi sâu mình ấy. Bên này mình thấy có một pho tượng Phật nằm. Hình như có lẽ là mình đang ở phía sau khuôn viên của một ngôi chùa thì phải. Phía dưới này vẫn còn một số những công trình này. Mình nghĩ chắc là ở trên này vẫn có những sư thầy đang ở. Ui đúng rồi, phía dưới này còn vài công trình nữa nè. Ui đóng cửa rồi. Cái này giống như một cái chỗ của địa tạng vương hay sao? Ui cái gì đó, rõ ràng nha, không phải là nói xào mọi người nha, mà từ cái lúc ở dưới ngay nghĩa địa là mình đã có cảm giác lạ rồi, lên đến chùa vẫn còn cảm giác đó. Chỗ này là chỗ địa tạng vương, có mấy chữ nè mọi người, không biết phải hay không. Phía dưới này còn nè. Ui phía dưới này nghĩa địa rồi. Phía bên này là nghĩa địa rồi mọi người.
Đang đi đi này. Ui, mà nhưng mà nghe tiếng đang đọc kinh. Ôi trời. Thôi rồi. Có một ngôi chùa ngay đây mọi người. Vậy là mình đã đột nhập phía sau của một cái ngôi chùa. Hóa ra là vậy. Các sư thầy mà biết được chắc. Thôi, mình ở phía dưới này mình lạy Phật xong mình ra luôn. Bởi vì là cái cánh cổng chùa đang mở cánh này nè. Ui, thật lễ quá mọi người. Đây, cổng chùa to chà bá nè. Chùa Phước Duyên. Có một con đường đi nhỏ nhỏ này. Vậy là cái lối mòn này sẽ đi ra ngoài, đi ra. Hy vọng là bây giờ mình không phải đi ra nghĩa địa nữa mọi người ơi. Lúc này là đi vô là đi ngon nghĩa địa rồi đó. Bởi vì khi mà mình đi từ xa xa á, đó, phía bên kia là đường kìa. Mình đi từ đằng xa là vòng qua cái phía đằng sau đây á, là mình thấy những pho tượng Phật. Mà mình nghĩ là bỏ hoang, nhưng mà không phải thế. Ui trời. Thế là ngõ ra đâu, bị bít lại rồi. Ui, đi đâu thế này? Ui, kinh thế. Cái lối này có phải lối đi ra không? Cái lối này mình thấy kinh quá mọi người. Thôi đi luôn. Đi luôn, làm liều. Hy vọng là cái lối này sẽ ra được. Mình thấy có lối mòn thì khả năng là cái lối này là xe cũng chạy này. Hy vọng là xe không bị bít đường. Ôi thôi rồi. Ui. Chỗ này bị bít đường rồi. Ui có con đi. Có lối đi. Có vẻ như là cái lối này sẽ dẫn đi đâu đây ta? Ông ơi, bây giờ con muốn đi ra ngoài đường, con đi ngõ nào? Chứ ở đâu mà tới đây? Hồi nãy á, con băng ngõ cái nghĩa địa, con đi lên trên núi á, hết hồn. Con băng cái nghĩa địa, con lên trên chùa á. Rồi bây giờ con tìm cái lối đi ra mà con không biết đường, con đi bộ. Rồi đây. Dạ. Ôi, lại đi qua nghĩa địa nữa à? Ôi, kinh thế. Còn mới ở nghĩa địa sao? Đi lên có đường mòn đi ra. À. Là cứ men theo cái đường mòn này ra ngoài phải không ông? Ờ, rồi. Ui, ông ở nghĩa địa đây mà ông không sợ. Con đi một tí mà còn ỏi hết. Ông ở nghĩa địa, ông không sợ. Sợ
sợ vậy? Không sợ. Hôm nay con băng lên kia con đi leo lên chùa ấy. Mày lên chi trên đó giờ này? Thì ý là con thấy mấy cái pho tượng Phật, con tưởng là tượng bỏ hoang, thì con mới leo lên đó con coi thử. Ai ngờ leo ngõ đó là phía sau chùa. Thì thôi con cảm ơn ông nghe. Làm bây giờ siêu mang cái địa này ra phải không? Theo đường mòn á. Dạ dạ con cảm ơn nghe. Ui kinh quá mà. Ui thôi đừng xuống nữa, đừng xuống nữa. Ui trời ơi, lại đi quen nghỉ địa nữa rồi. Ông ở ngay nghỉ địa mà ông không sợ mọi người. Kinh thế. Giờ này mà đi vô khu nghỉ địa này, kinh. Ui trời, ông chỉ cái đường mòn này nữa là kinh chưa. Mình tưởng chừng như là sẽ không phải đi quen nghỉ địa nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đi. Ui, đường mòn á. Đường mòn đâu rồi? Có lẽ là đây. Nếu mà nhìn từ phía bên này á, mà nhìn lên cái ngọn đồi á, thì sẽ thấy những pho tượng lấp ló đằng sau những cái rặng cây kia, là mình sẽ liên tưởng đến một cái nơi bỏ hoang. Nhưng mà thật ra thì không phải. Đó là phía sau của một ngôi chùa, cũng khá là hoành tráng luôn. Nghe cái tiếng cười kinh thế. Ok mọi người, chuyến khám phá lăn lộn nãy giờ cũng đã xong rồi. Mình đi về đây. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.